Giao thái thì bây giờ tôi thử sang những cái vật liệu hoặc là những cái đồ mà nó khó thái hơn. Để tôi đập này. Đấy, mọi người thấy không? Để tôi thái thử. Xin chào tất cả mọi người nhé. Tôi tên là Ngọc. Tôi ở bên hợp tác xã La Phúc Sen. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người một cái sản phẩm của bên đơn vị chúng tôi. Đấy, đây là con sản phẩm này có mã là GT03DD. GT03DD mọi người nhé. Thì trước tiên là tôi nói qua một chút về cái kích thước, cái cân nặng tổng thể của con dao này đã. Cái con dao này có chiều dài khoảng là 32, chiều dài tổng thể nhá mọi người nhá, chiều dài tổng thể tức là từ tính từ cái đầu mũi dao này này cho đến cái đầu cán dao này là nó rơi vào khoảng 30 32 cm. 32 cm. Cái chiều dài của lưỡi nó sẽ rơi vào khoảng 20 20 cm, 20 đến 22 cm là chiều dài của lưỡi này này. Đấy, là 20 đến 22 cm. Cái bề rộng tức là cái khoảng 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 bản rộng của nó ấy, sẽ rơi vào 6,5 phân, 6,5 cm. Đó, 6,5 cm này. Cái lưỡi thì cái độ dày của lưỡi nó sẽ rơi khoảng vào khoảng 1 mm đến 1,5 1 đến 1,5 ly, bởi vì là các sản phẩm thủ công ấy, mọi người lưu ý giúp tôi là các sản phẩm thủ công ấy thường là không được chính xác lắm đâu, nó chỉ dao động trong khoảng cái thông số kỹ thuật của nó dao động trong khoảng từ khoảng 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 thôi, nó chỉ áng chừng thôi, đây là từ khoảng 1,1 đến 1,5 ly. Và con dao này có cái lưỡi được rèn từ thép nhíp ô tô nhá. Tức là thép nhíp ô tô nguyên khối ấy, tức là những cái thép mà tháo từ cái xe ô tô ra, sau là mình bắt đầu rèn đập thủ công ra để nó mỏng, để nó mỏng và nó mỏng nó đều như vậy. Đó. Cái thứ hai nữa là cái cán này của cái sản phẩm, cái cán của sản phẩm là GT03DD này được làm bằng gỗ cẩm chỉ. Đó, cái gỗ cẩm chỉ này là được gỗ cẩm chỉ này thường thường ấy trong 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 người ta hay dùng trong cái đồ thủ công mỹ nghệ, ví dụ như là làm lục bình này hay là làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp người ta mới dùng cái này. Và cái gỗ thủ công, cái gỗ cẩm chỉ này nó có đặc điểm là cứng này, nó dai và nó không thấm nước, tức là nó rất là bền theo thời gian, nó sẽ không bị thấm nước giống như là các gỗ, loại gỗ xoan này, các gỗ loại gỗ tạp khác ấy, nó sẽ làm nó bị thấm nước. Mai này mình sau có cái quá trình sử dụng lâu dài ấy thì mình tiếp xúc với nước này, nó sẽ thấm nước vào trong cái cán, như là những cái loại gỗ xoan ấy nó bị thấm nước vào trong quán cán này, sau đó là nó sẽ mục dần ra và nó có những cái mủn ra, thì khi đấy là cái sản phẩm đấy là dùng rất là chán luôn. Nhưng mà cái sản phẩm này là cái gỗ này là gỗ cẩm chỉ, nhưng mà cho nên là nó vừa là đất đắt tiền này, nó vừa là quý hiếm khó tìm, cái này khó tìm lắm. Thứ hai nữa là trong ngoài ra ấy, ngoài cái cán là bằng gỗ cẩm chỉ này, cái khâu còn được làm bằng cái khâu đồng này, khâu đồng đỏ nhá mọi người nhá, đây khâu đồng đỏ tôi giới thiệu qua thôi, khâu đồng đỏ, cái chốt này chốt đồng đỏ. Cái chốt này ấy, khi mà trong cái quá trình gia công ấy là người ta phải đục vào đây, thợ của chúng tôi phải đục vào đây, đục vào giữa cái cán này, sau đó là tra cái lưỡi nó có đuôi chuột đấy, tra vào đây, tra vào trong này, xong rồi đổ keo hai thành phần vào đây để cho nó chắc chắn để nó không thấm nước các thứ, đổ keo vào trong này đó, sau đó mới bắt đầu là nó cứng rồi thì mình mới bắt đầu mình khoan xuống đây, khoan xuyên luôn nhá, khoan xuyên từ gỗ bên này xuyên qua cái lưỡi dao, xuyên qua cái đuôi chuột lưỡi dao trong này ấy, chắc chắn, và sau đó là mình mới chà nhám và đánh bóng lên để đảm bảo cái độ chắc chắn của con dao, của cái cán dao và lưỡi dao nó không bị rung lắc này trong cái quá trình mình sử dụng đó, và nó bền bền và đẹp theo cái thời gian mình dùng được lâu hơn. Còn trong trường hợp nếu mà không gia công cẩn thận là nó bắt đầu bị long ở trong cái cán này ra nhé, mọi người lưu ý nhé. Đó, bây giờ tôi nói qua như vậy thôi. Cái sản phẩm này ấy, mọi người lưu ý này, cái sản phẩm này để chuyên để thái nhé, con này chuyên để thái thôi, chuyên sử dụng để thái thôi. Con này nặng tầm khoảng 250 đến 300 gram, rất là nhẹ đấy, cầm rất là nhẹ, cầm rất nhẹ nhàng, nó không quá to, nó cũng không quá to, nó không quá bé. Con này chuyên dùng để thái mọi người nhé, dùng trong gia đình là mọi người thường dùng để thái. Mọi người lưu ý là những cái sản phẩm dao thái này nó mỏng ấy, mọi người không được lấy đi chặt gà này, chặt gà này, chặt xương này các thứ nhá, không được đâu, không được chặt đâu, bởi vì là không phải là cái sản phẩm này là sản phẩm nó không tốt đâu, bởi vì cái lưỡi nó mỏng quá. Mọi người để ý này, cái lưỡi nó chỉ dày tầm khoảng 1 ly thôi, đây nó dày tầm khoảng 1 ly đến 1,5 ly thôi, nó rất là mỏng, cho nên là cái việc đấy nó chặt gà này các thứ là nó không chịu được được
nhé mọi người, để ý nhé. Trong cái quá trình mà bán hàng ấy, hoặc là tư vấn bán hàng ấy, tôi lúc nào tôi cũng chia sẻ những cái giá trị thật của nó. Tôi chia sẻ làm sao mà mọi người có thể là có đủ cái kiến thức, hoặc là có xem xét vào nhu cầu của mình để mà mua những cái sản phẩm nó phù hợp. Chứ nhiều khi là mình lại mua nhầm, ví dụ mua về lại chặt gà chặt vịt, khi đấy là hỏng ra, thì khi đấy là cái giá trị sử dụng sản phẩm này nó không cao so với mọi người. Bây giờ tôi sẽ không nói nhiều, bây giờ tôi sẽ thử test nhé. Thử thái rau này các thứ mọi người, để mọi người xem nhé. Đây, tôi sẽ thử trước. Bởi vì là cái bản này nó tương đối rộng ấy, dùng rất là thoải mái, nó dễ chịu, nó nhẹ. Thường là cái này người ta hay dùng trong gia đình là nhiều. Mọi người hay dùng trong gia đình nhiều. Bây giờ tôi sẽ thử nhé. Bây giờ tôi sẽ thử thái trước. Đây, bây giờ tôi sẽ thử thái rau củ trước nhé. Đó, ui ui. Cực dễ chịu bởi vì nó mỏng quá, mỏng. Rất là dễ chịu này. Ui ui. Cực kỳ dễ chịu không mọi người ạ? Đó, nó mỏng mà. Thứ nhất là nó mỏng. Đây, cái lưỡi nó rất mỏng cho nên nó cực kỳ sắc. Nó cực kỳ sắc bén. Cái thứ hai nữa là cái chiều cao của lưỡi này này, nó vừa phải, tức là nó rơi 6,5 phân, cho nên là khi mà mình thái như vậy ấy, nó cảm giác nó rất là, khi mà mình thái như vậy ấy, đây, chiều cao như này nhá, mình thái xuống đây. Đây, đó, mình cảm giác nó rất là dễ chịu, bởi vì nó còn tương đối là cái ngón tay của mình so với cái mặt thớt ấy, nó tương đối là cao, cho nên là cầm mình thái rất là dễ chịu. Nó không bị vướng víu. Còn nếu mà con dao nó nhỏ quá thì mình cảm thấy nó ngột ngạt, nó chật trội. Ví dụ như là mình chật xuống cái bề mặt thớt này này. Đó, chật và nó cực kỳ khó chịu. Nhưng mà con này thì nó cầm này nó dễ chịu hơn. Cái bản nó rộng mà. Cái bản nó to như vậy, nó cao như vậy thì nó thái rất là dễ chịu này. Đó, mọi người để thấy. Đó, thấy không? Cực kỳ ngọt. Dao này làm bằng nhíp ô tô nhé. Cái lưỡi mọi người lưu ý giúp tôi là cái lưỡi dao ấy được rèn từ thép nhíp ô tô nhé. Rất là bền. Bền. Và giữ sắc rất là lâu. Đây. Cái này là mình có thể hot được như này bởi vì cái bản này nó rộng mà. Mọi người để ý nhé, cái bản này nhìn như vậy thôi nhưng mà bản này nó rộng ấy, khi mà mình hot như này rất là dễ chịu. Đó. Nó không nếu mà cái bản nó to, bản nó bé thì mình hot sẽ khó chịu hơn, nó sẽ không hot được, mình bắt buộc là mình phải dùng hai tay mình hot. Đây. Rồi. Tiếp theo là bây giờ tôi sẽ thử ra thái hành tây. Tại thử hành tây xem nào. Bây giờ tôi sẽ được đầu tiên là tôi sẽ thử test thử những cái đó, rất là sắc nha, sắc nha, sắc cực kỳ đấy nha. Mình chỉ cần đẩy nhẹ nhàng xuống thôi mọi người, để ý này, đó, mình chỉ cần đẩy rất nhẹ nhàng, tức là cái lực của mình thái, lực mình đè cực kỳ nhẹ nhàng thôi bởi vì nó mỏng mà. Ủa, không phải tôi quảng cáo đâu nhá, đây là tôi test để mọi người thử nghiệm luôn. Ủa, sắc lắm, con này dùng tuyệt vời. Đó. Đó. Ngoài ra thì cái con GT03DD này, mình ngoài thái rau củ quả ra, mình còn có thể là dùng để thái thịt này. Dùng để thái thịt. Bây giờ tôi sẽ lấy một miếng thịt ra, tôi thử thái thử này. Đây. Đây là một miếng thịt nạc. Miếng thịt nạc này có đặc điểm là nó có rất nhiều gân ở trong nhé, chứ không phải là không có gân đâu này, nó có nhiều gân trắng ở trong. Những cái thường là những cái gân trắng này rất là khó thái, thái nó không đứt hết đâu. Nếu mà con dao nó không sắc thì thái nó không đứt hết đâu. Những cái gân trắng này hoặc là mỡ nó nằm ở trong này rất là khó thái. Khó, nó không đứt hết đâu. Bây giờ tôi sẽ thử thái xem là con dao nó có sắc không nhé. Đây, mọi người để ý thấy không? Nét nào nét đấy luôn ạ. Cho nên là anh chị mà bán thịt bò, bán thịt lợn, anh chị rất thích con này. Đó. Đây. Đây, cực kỳ sắc này. Thái có một tí mà đã được bằng này miếng rồi. Đây. Đây này, cái có vết gân, vết mỡ ở đây nhưng mà nó vẫn đứt hết nhé. Đó. Rồi. Bây giờ tôi sẽ test sang một cái thái thử. Con dao này là dao thái, tôi bây giờ tôi thử xa những cái vật liệu hoặc là những cái đồ mà nó khó thái hơn, nó khó khăn hơn, chính là thịt khô. Thịt khô, cái miếng này là miếng thịt khô mà người ta hoặc là người dân ấy, người dân ở trên Cao Bằng của tôi ấy, thường là người ta treo lên trên gác bếp ấy, tức là sau Tết ấy, thường là người ta bảo quản cái thịt sau khi người ta mổ lợn xong ấy, thì người ta hay treo lên các bếp, tẩm gia vị xong treo lên các bếp để mà nó không bị thối trong cái quá trình bảo quản ấy.
thì cái miếng thịt này nó rất là cứng nhá mọi người nhá, nó cực kỳ cứng luôn, không phải cứng lắm đâu nhưng mà nó cứng và dai, cứng và dai. Để tôi đập này đấy, mọi người thấy không, nó không phải là mềm mềm như là những cái miếng thịt này, nó không phải mềm oằn như miếng thịt này. Đó. Thịt này nó mềm oằn như này, nó thái nó dễ hơn, nhưng mà những cái miếng thịt này là thịt khô nhưng là rất là cứng này. Đó, thấy không, nó gần như là đơ đơ như cái đơ đơ như cái gì nhỉ, đơ đơ ấy. Thì thường là những cái miếng thịt này, cái bì của nó, tức là cái da ấy, nó rất là cứng, cứng và dai cực kỳ luôn. Cho nên là những cái việc khi mà mình con dao mà không tốt thì mình để thái những cái này là khó thái hơn. Và cái thứ hai nữa là nó có thể là nó không đứt. Thì bây giờ tôi sẽ lấy con dao này, tôi sẽ test thử xem, tôi sẽ thái cái miếng thịt này xem nó như thế nào nhé. Để tôi sẽ thái thử. Ui, thấy không? Mặc dù là lực tôi dùng là rất ít thôi, lực dùng thái rất là ít đó, mà thái nhanh cực kỳ ấy. Đây, họ thái một lúc nó được bằng này thôi, mà miếng thịt nó cực mỏng này, đấy mọi người để ý này, dai như vậy mà miếng thịt cứ cực mỏng nhá, cái miếng da này, đấy, mỏng li ti luôn, đó. Cái sản phẩm này của chúng tôi ấy, thường thường là các tiêu chuẩn mà sản xuất ra hoặc là rèn ra các sản phẩm này của tôi rất là cao. Thường là tôi để ý rất nhiều đến cái việc mà quản lý rất nhiều đến cái việc là quản lý chất lượng sản phẩm. Bởi vì ấy, những cái sản phẩm này này là được rèn từ cái thép nhíp ô tô, cho nên là nó rất là sắc bén và nó bền. Còn trong trường hợp mà mình dùng những cái loại thép khác mà mình không không qua rèn đập tự nhiên ấy, thì nó sẽ có thể là chất lượng nó sẽ kém hơn. Và cái thứ hai nữa là cái các thợ rèn của bên đơn vị của tôi ấy, có kinh nghiệm nhiều rồi, cho nên là cái việc tôi lưỡi dao như nào nó giữ sắc tốt và nó phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của từng người, với từng chức năng của từng sản phẩm, nó sẽ rất là tốt, rất là ok hơn. Đây nhá. Còn ngoài ra thì trên cái lưỡi dao của tôi còn có dập chìm cái chữ thương hiệu là HX Dao Phúc Sen, mọi người để ý nhá. Khi mua sản phẩm ấy thì mọi người luôn luôn để ý là có cái chữ HX Dao Phúc Sen này dập chìm xuống này. Ngoài ra còn có một cái logo ở đây, một cái tem chống hàng giả ấy, chống hàng giả để đề phòng cho mọi người là tránh bị mua phải những cái sản phẩm kém chất lượng, như là người ta lừa đảo ấy, người ta nhân danh. Có nhiều người là người ta đang nhân danh cái đơn vị của tôi để mà bán hàng cho mọi người nhá. Khi mà mọi người nhận hàng, mọi người để ý nhá, xem là trên thân lưỡi dao này có dập chìm cái chữ HX Dao Phúc Sen hay không. Cái thứ hai nữa là có cái tem chống hàng giả màu xanh xanh lá cây ở đây hay không, tem chống hàng giả ở đây không. Và trong mỗi một hộp hàng ấy, chúng tôi gửi đi đều có cái hóa đơn đóng dấu đỏ của HX Dao Phúc Sen hẳn hoi nhá. Và có cái số điện thoại duy nhất của tổng đài hiện nay là 0987240733, mọi người lưu ý nhá. Đó, còn khi mà sử dụng cái sản phẩm này này, mọi người có thể là dùng trong gia đình này, dùng trong bếp núc gia đình này, dùng trong nhà hàng này. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp tôi là đây là sản phẩm dao thái. Đây là dao thái. Đây là sản phẩm dao thái. Cho nên là không được phép để chặt các loại vật cứng, kể cả cây, củi, các thứ mọi người là không được chặt nhé. Cả xương gà, xương vịt, cá, xương cá, ví dụ như các loại xương cá to ấy, đừng có chặt. Vì chặt nó thường nó hay mẻ vì cái lưỡi nó mỏng mà. Đấy là những cái lưu ý mà tôi chia sẻ với tất cả mọi người, để làm sao ạ, để khi mà mọi người mua cái sản phẩm này làm sao mà nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Cái thứ hai nữa là tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra, tức là khi mà mình tư vấn không cẩn thận, mình không chia sẻ cẩn thận, mình cứ nói thế này thế nọ, cuối cùng là anh em người ta lấy về dùng xong là cứ lấy về chặt các thứ là nó hỏng. Hỏng đi thì thứ nhất là mất uy tín của cái đơn vị bán hàng. Cái thứ hai nữa là lại làm cho người sử dụng cái sản phẩm này, làm cho người sử dụng lại không hài lòng nữa. Cho nên là mọi người nhớ khi sử dụng sản phẩm này phải sử dụng đúng cái chức năng của nó nhé. Tôi chia sẻ chân thành luôn là những cái sản phẩm này không chặt được. Tôi chia sẻ chân thành luôn bởi vì nó là dao thái không chặt được. Nên mọi người lưu ý giúp tôi nhé. Còn không thì đến khi mà lấy đi tư vấn như thế, chia sẻ như thế, đến khi là mọi người lại lấy đi chặt thế này thế kia, lại bảo là dao bị này bị kia thì khó lắm. Đấy là tôi làm sao mà tôi, đơn vị chúng tôi ấy, lúc nào cũng muốn là tối ưu hóa cái lợi ích cho người dùng, phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của từng người. Còn khi mà mình mà thích chặt hay là thích cái gì đó thì mình có thể là chuyển sang một cái dòng dao chặt thái hoặc là chuyên chặt khác, phù hợp với nhu cầu từng người nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người thấy cái clip này ý nghĩa thì mọi người vui lòng là like video này hộ tôi,
và đăng ký kênh hộ tôi nhé mọi người nhé, để tôi có nhiều cái động lực hơn làm những cái video tiếp theo để chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm này, rồi là chia sẻ về cách sử dụng và cách bảo quản những cái sản phẩm này của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người đã xem video này của chúng tôi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mọi người là qua những cái video, qua những cái clip mà tôi làm về review sản phẩm, tư vấn về sản phẩm, mọi người có thể chọn được cho mình những cái con dao nó ưng ý nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhất của mình nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.